Xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay chúng ta cuốn cây mai chiếu thủy này. Đây. Đây là cái nhánh. Cây rễ các bạn. Cây rễ nó trong một cây lớn á, mình nhổ nó ra rồi dâm vô đây. Hôm nay nó mọc rồi nè. Nên ta uống lại. Uống sữa nó lại. Cho nó thành một cái cây đổ á. Làm cây quái chơi thôi các bạn.
tàn này luôn. Mấy cái nhánh này nhỏ, mình đáng lẽ ra phải quấn cái dây nhỏ, nhưng mà mình hết dây nhỏ rồi nên quấn dây lớn luôn. À. Sửa nó lại chút xíu cho nó nghiêng về đây một chút xíu. À, tạm thời là mình cứ chơi nó như vậy trước đi, từ từ nó lớn lên rồi mình tính tiếp. À, xin chào tất cả các bạn nha. À, các bạn xem kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.